Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài luyện tập nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Chúng ta đi vào bài tập thứ nhất, viết thành phép nhân và ghi kết quả. A. 4129 cộng 4129 bằng B. 1052 cộng 1052 cộng 1052 bằng C. 2007 cộng 2007 cộng 2007 cộng 2007. Từ khi học bảng nhân 2, chúng ta đã biết khi cộng nhiều số hạng bằng nhau, chúng ta có thể viết gọn phép cộng ấy thành phép tính nhân. Như vậy, thừa số thứ nhất chính là số hạng, thừa số hai chính là số các số hạng. Cô hướng dẫn các em thực hiện phép tính thứ nhất. A. 4129 cộng 4129. Ở đây các em thấy 4129 được lấy 2 lần. Ta viết thành phép tính nhân 4129 nhân 2 bằng 8438. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em viết phép cộng có nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân và ghi kết quả. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống. Ở bài tập 2, cho chúng ta biết hàng thứ nhất là số bị chia, hàng thứ hai là số chia, hàng thứ ba là thương. Cột thứ nhất, số bị chia là 423, số chia là 3. Tìm thương. Cột thứ hai, tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 141. Cột thứ ba, tìm số bị chia, biết số chia là 4, thương là 2401. Cột thứ tư, tìm số bị chia, biết số chia là 5, thương là 1071. Cô hướng dẫn các em làm cột thứ nhất. Vậy khi biết số bị chia, số chia, muốn tìm thương thì các em làm thế nào? Muốn tìm thương thì chúng ta phải thực hiện phép tính chia, lấy số bị chia chia cho số chia. Như vậy ta sẽ lấy 423 chia 3 bằng 141. Cô hướng dẫn các em tiếp cột thứ hai. Tìm số bị chia khi biết số chia là 3, thương là 141. Chúng ta nhớ lại, muốn tìm số bị chia ta làm thế nào? Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia, tức là lấy 141 nhân 3 bằng 423. Tương tự như vậy, các em làm hai cột còn lại vào phiếu bài tập. Vừa rồi, cô đã cùng các em đi tìm các thành phần chưa biết trong phép tính chia. Sau đây chúng ta chuyển sang bài tập 3, giải toán có lời văn. Bài 3, có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1.025 lít dầu. Người ta đã lấy ra 1.350 lít dầu từ các thùng đó, hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu. Các em nhẩm bài toán này thêm một lần nữa. Bài toán cho biết có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1.025 lít dầu. Người ta đã lấy ra 1.350 lít dầu từ các thùng đó. Bài toán hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu. Cô hướng dẫn chúng ta tóm tắt bài toán này như sau. Có 2 thùng, mỗi thùng chở 1.025 lít dầu. Lấy ra 1.350 lít, còn lại 3 chấm lít dầu, hỏi chấm. Để đi tìm số lít dầu còn lại, thì chúng ta sẽ lấy số lít dầu có trong 2 thùng, trừ đi số lít dầu đã lấy ra. Đi tìm số lít dầu có trong 2 thùng, tức là chúng ta đi giải bài toán đơn, biết một phần, tìm nhiều phần bằng nhau. Bước giải này giống như giải bài 3 trang 113 mà chúng ta đã học. Như vậy, bước thứ nhất, chúng ta đi tìm số lít dầu trong 2 thùng. Chúng ta lấy số lít dầu mỗi thùng nhân với số thùng. Bước thứ hai, chúng ta đi tìm số lít dầu còn lại. Chúng ta lấy số lít dầu trong 2 thùng chúng ta mới tìm được ở bước 1.
trừ đi số lít dầu đã lấy ra, sau đó chúng ta đáp số. Cô nhắc lại, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em giải bài toán đó, có hai phép tính. Phép tính thứ nhất, biết một phần, tìm nhiều phần. Phép tính thứ hai, chúng ta đi tìm phần còn lại. Đây là dạng toán cơ bản mà các em cần phải ghi nhớ. Vậy, muốn thêm một số đơn vị vào số đã cho, muốn gấp số đã cho lên một số lần, chúng ta làm như thế nào? Cô và các em cùng chuyển sang bài tập số 4, viết số thích hợp vào ô trống. Bài tập 4 cho chúng ta biết, hàng thứ nhất, số đã cho. Hàng thứ hai, thêm 6 đơn vị vào số đã cho. Hàng thứ ba, số đã cho gấp 6 lần. Cột thứ nhất, số đã cho là 113. Cột thứ hai, số đã cho là 100, 1015. Cột thứ ba, số đã cho là 1107. Và cột thứ tư, số đã cho là 1009. Cô hướng dẫn các em thực hiện cột thứ nhất, số đã cho là 113. Vậy, muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta lấy số đã cho cộng thêm số đơn vị, tức là chúng ta lấy 113 cộng 6 bằng 119. Muốn gấp số đã cho lên một số lần, chúng ta làm thế nào? Chúng ta lấy số đã cho nhân với số lần. 113 gấp lên 6 lần, ta lấy 113 nhân 6 bằng 678. Ba cột còn lại, các em cũng làm tương tự như cột thứ nhất. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô thân ái chào tạm biệt các em.